Xin chào các bạn đã tới kênh YouTube của mình với lại con trai mình. Hôm nay thì Quảo, mình mới cho nó ăn trưa xong. Bây giờ ở Mỹ đang là 4 giờ chiều thì nó mới ăn trưa xong. Nó sẽ còn ăn một cữ nữa, lúc 6 giờ rưỡi rồi nó sẽ đi ngủ. Thì bây giờ ăn xong mình đang tập cho nó ngồi. Thì trong lúc tập cho nó ngồi mình muốn giới thiệu với các bạn là những cái loại kem mà như chống hâm mà mình đã xài cho em bé, và cái loại kem nào tốt để có gì các bạn, nếu mà các bạn nào ở Mỹ hay là các bạn nào ở Việt Nam hay các bạn nào bên Úc Châu hay bên Châu Âu, mà nếu mà kiếm được những cái kem này thì xài sẽ, mình hy vọng là cũng tốt. Tại vì con mình xài những cái kem mà giống như nó gọi là diaper rash, những cái loại kem này thì rất là tốt, bé chưa có bao giờ bị hâm lần nào hết á, nên mình muốn chia sẻ cái kinh nghiệm của mình thôi. Mình thì là coi như là từ lúc mà nó mới đẻ ra luôn á, là mỗi lần mà nó đi toilet xong á là mình sẽ xài wipes, đúng không, mình lau bằng wipes xong rồi sau đó mình sẽ lấy nước ấm mình lau lại bằng nước ấm nữa, rồi sau đó là mình bỏ một lớp kem diaper rash cream trên cái his butt để chống hâm. Thì có những bà mẹ là đợi con mình hâm rồi mới bôi kem lên, còn mình thì không, mình là mình mua là diaper rash cream nhưng mà mình bôi lên, mỗi lần thay tã là mỗi lần bôi, cứ thay tã là mình sẽ bôi một lớp kem đó lên cho em bé để chống hâm luôn, tại vì mình không có muốn là đợi hâm rồi thì mới bôi kem lên thì đã quá trễ rồi, đúng không? Cho nên là làm như vậy thì có thể tốn nhiều hơn một chút, đúng không? Tại vì là nếu mà mấy bạn đã hâm rồi mới bôi kem thì xài ít kem hơn thì đỡ tốn tiền hơn, nhưng mà lúc đó con mấy bạn nhiều khi nó bị đau này nọ, rồi mình thì mình rất là sợ bị hâm, nghĩ có em bé mà bị hâm rất là tội nghiệp, nó rất là cái vùng kín của nó đó mà bị hâm nó đau lắm, nó rất là khó chịu. Cho nên mình là cứ thay tã, một ngày thay tã 5 lần 7 lần, đi tiêu cũng bôi kem, đi tiểu cũng bôi kem, đi xong thay tã xong là bôi một lớp kem lên để chống, để chống cái sự hâm. Thì mình sẽ giới thiệu một vài loại kem mà mình đã xài. Ở nhà mình có 2-3 loại kem lận. Mình đây, loại thứ nhất Aquaphor. Cái này thì rẻ hơn. Cái này là cũng là kem chống hâm, rồi giống như là da em bé mà bị khô, như cái tay nó bị khô, cái người nó mà bị khô, hay cái mặt nó mà bị khô, khi mà tắm xong nó bị khô đó, thì mình cũng bôi cái này lên được luôn. Cái này thì rẻ lắm, một hộp như vậy khoảng 14 ounce, 400 gram, ở Mỹ bán có 13 đô Mỹ thôi. Một hộp này xài được rất là lâu. Ok, thì đây là một cái loại đầu mà mình xài. Cái loại thứ hai mà mình xài mà mình thích hơn nữa đó, cái loại này nè, là cái loại mình rất là thích mà mình muốn giới thiệu. Cái hũ này là Triple Paste, nó cũng là Diaper Rash Cream. Cả hai cái loại này đều là Diaper Rash Cream hết, nhưng mà cái này thì mắc gấp đôi cái này nha. Cái Triple Paste này nè, ở Mỹ nó bán là 26 đồng một hộp. Cái này 13 đồng, cái này 26 đồng, cái này 13 đồng. Thì 26 đồng một hộp á, là nó 450 gram. Thì hai hũ này nó cũng vòng vòng nhau, theo như cái số lượng thì có nghĩa là cái cân nặng thì bằng nhau, mà cái này là gấp đôi, mắc gấp đôi cái này. Nhưng mà mình rất là thích xài cái hiệu này. Cái hiệu này là cái hiệu gọi là Premium Choice. Cái hiệu này thường là Medicated Ointment, có nghĩa là khi mà em bé mà giống như là bị hâm nặng á, thì sẽ xài cái này là sẽ đảm bảo hết liền. Còn mình á, như nãy mình nói á, là mình không có đợi cho tới khi con mình bị hâm rồi mới xài, thì cái đó là quá trễ rồi, bởi vì là em bé đã bị hâm rồi. Cho nên mình là mình quất cái này luôn, mặc dù cái này mắc tiền hơn nhưng mà mình quất cái này luôn. Có nghĩa là mỗi lần mà con đi tiêu đi tiểu xong, thay tã xong, mình lau lại bằng wipe, mình lau lại bằng khăn ấm, nước ấm, xong là mình bôi một lớp này lên. Thì cái tác dụng của cái này là vậy nè. Cái kem này á, thì tại sao nó là diaper rash cream là gì? Có nghĩa là nó khi mà bôi cái lớp kem nó lên á, mặc dù là con vẫn chưa có bị hâm, nhưng mà bôi cái lớp kem này lên, cái lớp kem á, nó sẽ chống nó thấm nước, nó chống thấm nước. Có nghĩa là khi mà bôi cái lớp kem lên rồi, giả dụ đi mình thay tã xong, mình bôi lớp kem lên rồi mình mặc cái tã mới cho nó, rồi mình cho nó đi ngủ chẳng hạn. Trong lúc nó đi ngủ nhiều khi á, nó đái dầm hay là nó đi tiêu một lần nữa trong lúc nó đi ngủ, làm sao mình biết được, tại vì lúc đó nó ngủ rồi, mình đâu có đánh thức nó dậy đâu. Thì nhờ bôi cái lớp kem này lên da em bé đó, cái kem này
nó nằm trên da em bé, nó sẽ chống những cái nước, chính là nước tiểu hay nước nước từ cái phân của em bé dính vô da em bé, tại vì có cái lớp này chống rồi. Chính vì chống như vậy á, cho nên là nó sẽ prevent luôn, có nghĩa là sẽ không bị hâm được ha. Đó là tại sao mà mình là thói quen là bôi kem trước khi con bị hâm, cứ mỗi lần thay tã là mỗi lần bôi, chứ không có đợi là hâm rồi mới bôi là đã hơi trễ rồi. Cho nên là chịu khó tốn tiền chút, nhưng mà cứ xài hoài vậy đó, cứ thay tã, một ngày thay tã 5 lần dứt ràng miếng. Nó vậy nè, một ngày thay tã cho thằng này khoảng 5 lần, cứ dứt ràng miếng bôi vô, dứt ràng miếng bôi vô, mà xài rất là lâu nha. Mình mua cái này lúc mà nó mới đẻ, bây giờ nó được 5 tháng tuổi rồi mà mới xài có tới đây thôi nè. Có nghĩa là xài hết 1/3, 1/3 cái lọ này mà xài trong vòng 5 tháng, có nghĩa là 1 năm, 1 năm xài chưa chắc hết cái lọ này. Cái lọ này có 26 đô thôi, rất là thích cái hiệu này. Trong những cái hiệu mà mình đã xài ở nước Mỹ có nhiều hiệu lắm nha. Aquaphor, Bud Paste, Vaseline, đủ thứ cái gọi là cái kem chống hâm á, có nhiều loại lắm cho em bé ở Mỹ, rất nhiều loại, mà đây là cái loại mà mình xài mà mình thích nhất, và đây là loại mắc nhất trên thị trường. Nói thiệt luôn, đây là mắc nhất trên thị trường, nhưng mà xài ok nhất, con không bao giờ bị hâm thì mình đỡ. Tại vì nghĩ đi, xài kem rẻ rẻ tiền chút, con nhiều khi bị hâm á, đi đưa nó đi khám bác sĩ cũng tốn tiền cũng vậy thôi à. Cho nên xài cái này rất là ok, mình rất là thích cái loại này. Cho nên là bạn nào mà ở Việt Nam hay là ở Mỹ mà có em bé nhỏ nhỏ mà vẫn phải thay tã thường xuyên như mình á, mình strongly đề là cái là rất gọi là recommend xài cái hiệu này, mình rất là thích. Đó, thì hôm nay đó chỉ muốn giới thiệu cái kem của em bé xài cho mọi người thôi, chỉ muốn chia sẻ cái kinh nghiệm, tại vì đang gọi là đây là một người mẹ bỉm cho nên là vẫn đang nuôi con, học hỏi được thấy cái nào, thấy sản phẩm nào xài hay hay thì mình giới thiệu cho những bà mẹ bỉm khác cũng xài được. Rồi vậy thôi nha, bữa sau thì mình sẽ chia sẻ làm clip tiếp, vì giờ cho nó ngồi nãy giờ chắc cũng được 5-7 phút rồi, chuẩn bị chắc cho nó đi ngủ trở lại rồi, nó phải náp thêm một lần nữa. À, clip lần sau mình sẽ chia sẻ là làm thế nào để cho em bé ngủ lâu lúc buổi tối. Tại vì con mình á, khi mà nó được 10 tuần hay 8 tuần gì đó là buổi tối nó bắt đầu nó ngủ qua đêm, nó không có cần dậy ăn nữa rồi. Thì hôm nào đó mình sẽ làm một cái clip để chia sẻ kinh nghiệm nha. Rồi, cảm ơn các bạn nhiều. Con à, con có muốn nhìn vô gương để con chào cô chú không? Nãy giờ con tập ngồi quá rồi nè. Tập rồi, nó ngồi, nó mệt luôn, nó ngồi nó thở bong bóng rồi, nó buồn ngủ luôn rồi nè. Đứt giải nhiễu quá trời nhiễu nè. Thôi, mình xin chào các bạn nha. Bye.